Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm Quý Mão. Đạo tràng Lăng Nghiêm của chúng con đã bước chân đến tiểu bang Washington để nương vào quay lực của thần chú Lăng Nghiêm, Đại Bi Thập Chú và sức từ bi của mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, giúp cho chúng con lan tỏa ánh sáng của Lăng Nghiêm Đại Định này, Đại Bi Thập Số Thập, Đại Bi Thập Chú và sức từ bi của mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, giúp cho tâm của chúng sanh trở về chân tâm Phật tánh, tránh xa điều ác, làm các điều lành. Và chúng con xin đa tạ ơn trên trời Phật đã từ bi gia hộ cho con đi khắp nơi để hoằng dương chánh pháp và chữa bệnh cứu độ chúng sanh. Chúng con xin cầu nguyện đạo tràng Lăng Nghiêm được gọi tên là mẫu đơn Phật thành sẽ được lan tỏa khắp tất cả trên thế giới này, khắp tất cả mọi nơi đều có đạo tràng để cứu độ người khổ người nghèo và dẫn dắt con người trở lại chân tâm Phật tánh, sống đúng với chân lý Phật pháp, sống lương thiện hiền hòa, yêu thương đoàn kết, sống không dối gạt, không hơn thua, không ác, không gian tham. Xin cho đạo tràng của chúng con được lan tỏa khắp tất cả mọi nơi, giúp cho tất cả thế giới này giảm bớt kiếp nạn. Xin những lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả tam thiên đại thiên thế giới trong địa ngục ngã quỷ súc sanh và những nơi biên địa chưa từng có chánh pháp và những nơi trên cõi ta bà này đều được thấy nghe, âm dương đều được biết đến. Nguyện cho những lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả những người âm được thấy nghe để chuyển hóa tâm của họ trở nên an vui tươi mát, biết sám hối và biết trở về chân tâm Phật tánh, hóa giải được ân oán hận thù cho tâm của chúng sanh, buông bỏ hết tất cả những hận thù từ nhiều đời nhiều kiếp xa xưa cho đến tận kiếp này. Trên bước đường đi của chúng con gặp rất nhiều gian nan trở ngại, con cầu xin mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, cha trời mẹ đất, Phật tổ Phật thầy, chư thần chư thánh, long thần hộ pháp, các vị chư thiên từ bi chứng minh gia hộ. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đệ tử chúng rằng nguyện thắm hương thương chú Tam Bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư A Di Đà Phật từ bi gia hộ đệ tử Bồ Đề Tâm Kiên Cố. Giác hạnh viên mãn chưa phạm giới chúng sanh nhân thời đồng đắc nổ đa la tam biểu tâm Bồ Đề. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sa la ha ri nam ni ta ha ri nam do ti ta ha ri nam ta ha ri nam ma sa ha ri nam ha ri nam sa ri ti ta ha ri nam ti ta ha ri nam ma ta ha ri nam ha ri do chung ta ha ri do de sa tam ve sam ta pa ri ta ha nam ti ra ya sa sa na ya ke ra ya ni ta ri ra ka ya ta ha ri nam ti ra ya sa sa na ya ni ke ra ya ni ya ni ni ha ri nam ti ra ya sa sa na ya ni ke ra ya ni ma ha nam yo ma ta ya lo da la ha
sa ra ta ti sa yu ca Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đa tâm kinh. Quán từ tại Bồ Tát thành thân bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ luân giải thân độ chư thiên bồ tát. Sanh mang nhị thân thân mang nhị sanh sanh tương thị thân thân tương thị sanh co tướng hành thực diệt cũng như thị xa lời từ thị thông thương mang sanh mang nhị mang câu bất tình bất tham bất danh thị cố không chung vô sanh co tướng hành thực vô nhàn nhị thị diệt thân thi vô sanh thanh vô người xuân và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Đệ tử chúng đặng tùy thân tu tâm bố hiền Bồ Tát tâm chúng đại nguyện. Nhất gia lê kính Phật học cổ giá hằng thứ chúng sanh tham gia phổ giai hội hương tăng lễ thỉnh tôn vô thượng đăng nhân tam kỳ cố viên tu chân cho sư giác thần trường từ vũ vị kim luân tòa bồ đề tòa đại phán ma quân những tổ minh tinh tỳ lô tâm này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn một người nó hiện giờ đang đang cầu cho mẹ. Thấy không, chỉ cầu cho mẹ, cầu cho mẹ bị mấy dòng dòng à. Đưa cái tên hỏi đi, cái tên con. Dòng nhập đó. Astakana samuksho lechikramato shurodo neshkana tanzana samuksho jinda tanzu sobo churukata churukanam shurodo churukandishire amashurumo churukana churukanam chukuruto ma chinevalo chalamavato mukshuru yono geredavrata dukrishan panata krapa churukana ananta kalatta kalama shunamavro churukata kalatta chanikyama shunamavro urenkrama shuru urujundishanamra chindikrama shuru Em về cho bà cụ sức ăn rồi á, về á mở chúng ăn đi, mở ra chúng ăn hôm nay các quý vị có các nhân viên á rất là sâu dày cái bộ chú ăn nghiêm này nè, là nó rất quan trọng cho cái chánh pháp về Phật pháp mình á, là cũng có rất là quan trọng cho cái quả địa cầu này, cho tất cả nhân sanh hết. Thì cái chú Lăng Nghiêm này là cái bí mật của mười phương chư Phật để lại ha. Chú Lăng Nghiêm này cũng được gọi là mẹ, là mẹ của chư Phật đó. Vì tất cả trong cái bộ chú Lăng Nghiêm này là do định của, trong cái định lực mà của Phật được phát ra. Và trong đây á, mình tụng chú Lăng Nghiêm có nghĩa là mình tụng hết tất cả pháp danh của mười phương chư Phật ba đời. Thế bây giờ là cái quay lực nó rất là mạnh. Mình tụng chú Lăng Nghiêm này là giúp cho chánh pháp rất là vững. Khi mà chánh pháp nó vững thì cái tệ nạn xã hội con người nó cũng giảm bớt đi. Lý do thời nay ít có người hành trì cái này á,
cho nên là cái quả địa cầu này hiện giờ nó suy yếu rất là nhiều. Và cái như những cái mà cái lối sống mà nó vô đạo đức á, con người nó tham rồi nó ác rồi nó nghĩ về cái điều xấu rồi nó quậy quạng rồi cướp bóc rồi chiến tranh tất cả mọi thứ lên, mà do cái chánh pháp nó quá yếu, mà cái tà nó lớn quá nhiều. Bây giờ cái tà nó chiếm hết 7 phần mà cái chánh nó có 3 phần thôi. Cho nên là tất cả mọi người á, ai cũng có cái nhiệm vụ mình thành trì chú An Nghiêm này để mình hộ trì chánh pháp. Mình hộ trì chánh pháp cũng có nghĩa là mình đang hộ trì cho mình và mình hộ trì cho tất cả mọi người. Thì cái lực này khi mà nó phát ra rồi á, thì con người nó sẽ giảm bớt cái sự u minh. Khi mình làm cái gì nó cũng có cái trí tuệ và cái sáng suốt. Và cái chú An Nghiêm này nè, giúp cho mình á, cái người tạ không có xâm nhập mình vào, họ không có phá mình được. Và ma quỷ nó cũng không có xâm nhập mình được á. Sắp tới đây nha, là cái quả địa cầu này á, nó sẽ gặp rất nhiều là cái đại nạn, như là chiến tranh thế giới lần thứ ba nó sẽ xảy ra, và sẽ có thiên tai và có lục lội, là có là ngập lụt nặng lắm nha. Cái xác chết con người sau này á, nó dày đặc cái quả địa cầu này hết, là con người chết rất là thê thảm luôn á, là nó điên tàn. Cho nên là mình phải hành trì cái chú An Nghiêm này. Trong cái chú An Nghiêm này là có một cái lọc giống như là cái mùng mình vậy đó, giống như cái mùng để mà mình không có sợ. Giống như giả sử như mình không có bị muỗi cắn á, thì mình sẽ vô cái mùng đó, thì những con muỗi, những con này nó không có vô mùng. Mà đối với cái chú An Nghiêm á, là cái lọc báo đó là sẽ che chở cho mình, sau này mình tránh được cái độc tố của bom nguyên tử nha. Sau này độc rất là nhiều mà bệnh rất là nhiều, tại vì lý do là chiến tranh á, khi mà đạn dược á nó tung ra những cái khí độc, thì bắt đầu những cây cỏ đồ á, thực phẩm mình ăn đều nhiễm độc hết. Mà cái chú Long Nghiêm này là cái chú để giải độc cho mình, cần phải mà tránh được cái độc tố sau này. Giả sử như quý vị đây hôm nay có cái nhân duyên gặp được ở đây, là quý vị cũng đã từng gặp qua chú Long Nghiêm này. Tại vì muốn gặp được chú Lâm Nghiêm này không phải dễ đâu. Phước đức lớn dữ lắm, lớn mới được gặp chú Lâm Nghiêm, mới được đọc chú Lâm Nghiêm. Phước sâu dày dữ lắm á. Mấy đời mấy kiếp mình có thể mình gặp được cái nhân duyên như mình giàu có như thế nào là rất là đơn giản. Nhưng mà chú Lâm Nghiêm này không dễ đâu ha. Mình nhân duyên sâu dày mình mới gặp được. Ngày xưa mà Đức Phật á, nếu mà không nói ra cái bộ chú Lâm Nghiêm này thì không ai biết được hết. Nó quá giải hết tất cả những bùa ngải, cho dù nó cái bùa ngải nó độc cỡ nào, độc nó mạnh cỡ nào mạnh cũng quá giải được hết. Và những cái độc tố như thế nào cũng được quá giải được hết. Giả sử như thế nào, có nghĩa như là mình bị mắc độc hôm nay, mình bị bệnh phải không, nhưng chính bản thân mình chữa không được, nhưng sẽ khiến cho mình gặp ông thầy Lan, ông giỏi phải không, ông sẽ chữa cho mình hết bệnh đó. Có nghĩa là cái chú An Nghiêm này nó đưa đẩy cho mình đến một cái, có một cái quý nhân để giúp đỡ mình. Rồi á, chú An Nghiêm này giúp mình á, giả sử như thường ngày mình kết bạn một cái người bạn nó có cái tâm nó đố kỵ với mình á, nó đối xử với mình không có tốt á, thì đọc chú An Nghiêm này thì những người mà có tâm tà với mình á, họ tự nhiên họ lánh xa nghe. Là cái đó là cái tác dụng của mấy tháng đầu. Tại vì cái người tà họ, khi mà trong cái lực của mình phát ra mà có cái chánh khí này nè, là cái người tà người ta tới tự nhiên người ta chánh ra hết. Rồi sau đó bắt đầu sẽ đưa đẩy cho mình gặp những cái người hiền, lương thiện, biết tu thiền và sống rất là chân thật với mình. Mình sống với họ, mình kết bạn với họ, mình cảm giác mình rất là yên tâm. Chứ không phải như là trước kia mình chưa có gặp chú An Nghiêm, bạn của mình toàn là cái gì đâu không à, biết không? Nó chơi hơn mình, nó tính hơn tính thua với mình không ạ? Không ấy thì mình giúp họ cái họ phản mình phải không, hoặc là họ nói xấu mình. Nhưng phía sau rồi mình hành trì chú An Nghiêm này một thời gian rồi, mình sẽ kết lại được đưa đẩy, mình gặp những cái đạo tràng, những người tu chân thật, mình không có bị người ta dẫn dắt mình đi vào cái con đường tà đạo nữa. Và mình có tăng thêm nhiều cái trí tuệ, mình sẽ biết cái này đúng nha, cái này sai, cái này chánh, cái này tà, cái này cần làm và cái kia không cần làm. Nó phát sanh ra rất là nhiều trí tuệ, nó giúp cho mình rất là nhiều. Cái chú An Nghiêm này giúp cho mình sau này tránh được rất là nhiều đại nạn, như súng đạn bom á,
Và tại vì đó là cái nguyện lực của chú Lăng Nghiêm, khi mà ai hành trì chân chánh rồi á là mình sửa đổi tâm tánh mình nè, mình không có giọng ngữ nè, mình không có nói lời điêu hoa, nói những cái lời chân thật á, rồi mình biết yêu thương mọi người, rồi mình biết sám hối sửa đổi từ cái sai cái lỗi của mình, thì cái chú Lăng Nghiêm này sẽ khế hợp với cái nhờ lời phát nguyện của chú Lăng Nghiêm này, sẽ giúp đỡ gia hộ cho mình rất là nhiều. Cho nên thì mong tất cả quý vị đến ngày hôm nay là có cái nhân duyên rất là lớn, nên phát tâm hành trì chú Lăng Nghiêm đi. Mình hành trì chú Lăng Nghiêm là có nghĩa là mình là hộ pháp đó, mình giúp cho chánh pháp được sung mãn thì mình là một vị hộ pháp trong đó. Mà mình hành trì chú Lăng Nghiêm mỗi ngày là mình làm cái phước đức rất là lớn, tại vì mình bổ sung chánh khí cho trời đất mà, đâu có cái phước nào bằng cái phước đó đâu, phải không? Mình là hộ pháp, mình giữ gìn cho chánh pháp được vững mạnh thì đâu còn cái phước nào vào làm cái phước đó nữa. Thì mỗi ngày mình, mỗi buổi sáng mình hành trì một biến, một hai biến, ba biến cũng được, tùy theo cái thời gian của mình đó, hoặc là tối về cũng được. Rồi á, thường ngày mình cứ niệm Phật đi ha, mình niệm theo hơi thở, mình vẫn giữ cái tâm mình trong chánh niệm, mình biết là tâm của mình nó đang cái suy nghĩ tà hay là chánh. Biển tà thì mình sửa đổi đi, còn chánh á thì mình nên làm. Tại vì mỗi con người ai cũng có tâm Phật và ai cũng có tâm ma hết á, thì mình lấy cái tâm Phật mình giữ đó, mình mở cái mở tâm Phật mình rộng lớn hơn. Giống như ngày xưa mình có một ông Phật trong tâm, giờ mình thành hai ông, ba ông, biến ra nhiều ông trong tâm của mình, Phật phóng lan tỏa ra. Rồi á, cái tâm ma của mình thu nhỏ lại. Cái thế giới ngày hôm nay nó bị suy yếu là lý do con người bây giờ cái trượt trong người đó, khỏi cái tà niệm quá nhiều. Cho nên là mình thấy đi, con người sống bây giờ họ không còn nghĩ về tâm linh nữa, mà họ rất là thờ ơ và họ sống rất là cô lập, vì riêng bản thân họ không có muốn để mà quan tâm rồi lo lắng cho ai nữa hết trơn. Mà giả sử nếu mà mình sống ở trên cõi đời này chỉ có mình lên mình á, thì làm sao mình sống được, phải không? Phải không? Nói phải không? Mình trồng rau ra thì phải cũng có phải còn người ăn, phải không? Phải có người bán, phải không? Chứ mình trồng rau ra không lẽ mình lên mình ăn rồi mình bán. Rồi á, là giả sử như cái người làm điện tử thì cũng cần phải ăn, phải không? Mà cái người trồng rau này cũng cần điện tử, điện thoại, mình phải có sự liên kết với nhau thì con người phải giúp đỡ với nhau. Tại vì mình sống trong cái mối liên kết mà, phải đoàn kết yêu thương với nhau, sống chân thật với nhau, đừng có lừa dối nhau nữa. Vì trên đời á, khi mà mình không có hiểu được nhân quả, cái mình tạo ra cái nhiều cái nghiệp lắm. Bây giờ cái mình bệnh á, cái mình nhất nè, khi mà mình cứ ỷ mình nói là chắc tại mình cơ thể mình già, mình lớn tuổi rồi, rồi mình bệnh. Thật ra khi mình còn trẻ thì cái quan gia trái chủ họ không có cơ hội tấn công mình. Khi mình lớn tuổi chút xíu đi rồi á, là trong cơ thể mình có một chút nào, hơi chút nào mà nó suy yếu, nó đau, bắt đầu họ suy dồn vào, họ tập trung, họ lúc nào cũng canh giữ mình chứ, lúc nào họ cũng đợi mình hết á, đợi mình á, đặng mà họ triệt lại mình mà, thấy không? Tại vì khi xưa nè, mình ăn thịt của họ nhiều quá nè. Bây giờ cái tuổi đời của mình mấy chục năm rồi, là mình nương vào biết bao nhiêu xác thịt của chúng sanh để nuôi cái thân xác của mình. Rồi cuối cùng cái xác của mình á, mình chết đi, cái nó sình, nó hôi, nó túi, cái linh hồn của mình đi, xuất ra, nó đi rồi á, là bắt đầu là nghiệp lực nó lôi, ma quỷ nó kéo mình á, nó kéo đi theo nó, phải xuống địa ngục, xuống dưới đi, gà, vịt, chó, heo nó xuống, nó cắn, nó xé ở dưới á. Còn mình ăn cơm mà đồ ăn mình thừa thải hủ dầu á, là nó có ghi tên của mọi người trên nha, ai mà lãng phí dầu á là cái hủ dầu nó càng nhiều, bắt buộc phải ăn hết những con dồi dưới đó. Mỗi người đều có tên trên cái hũ nào của người đó đều có tên á. Còn ở trên á là hoa sen, ở trên thì có hoa sen, và mỗi ai cũng có đều có hoa sen trên, đều có tên hết. Mà ai mà có tu thì có hoa sen trên đó, bắt đầu nó nở, biết càng tu nhiều cái hoa sen nó nở dần lớn lên, rồi nó hào quang nó phát ra càng nhiều. Còn ai không tu có hoa sen nó đen thui luôn, mà hiện giờ ở trên là hoa sen đen nhiều lắm nha. Hoa sen mà nở mà có hào quang ít lắm, cho nên mình gán lên. Đây là cái nhân duyên rất là lớn đó, chứ không phải là bình thường đâu nha. Mấy ngàn năm rồi đó, mấy ngàn năm mới đó là cái chu kỳ này nè,
nghĩa là quả địa cầu này bây giờ nó đã đến lúc rồi, mấy ngàn năm rồi nó phải sàng lọc đó, đào thải đó, đào thải những cái mà thành phần không có biết tu, nó gây cái xã hội này nó hỗn độn rồi chứ, thấy không? Rồi á, tối ngày ăn no rồi không có biết đi làm phước làm thiện chân, cứ giành giật rồi cứ hơn thua rồi đi hại người không. Những cái thành phần đó là sắp tới đây là phải lọc bỏ hết. Vì vậy hôm nay đến đây là có một cái duyên duyên rất là lớn, nên đi về gắng cố gắng tu đi, đừng có bỏ mất cái thời gian của mình nữa, gắng về ăn chay niệm Phật sám hối nha. Mình ăn người ta ăn mình lợi đó, nó không có tha mình đâu. Đó mình bị người ta ăn là mình phải đau đớn, mình nhất mình bệnh đó nha. Chứ không phải tự nhiên mà bệnh đâu. Những cái căn bệnh này sôi ra này chữa là nghiệp lực thì sao sai thì biết ở trên nè. Toàn bộ là hầu như ca số là toàn là sát sanh thôi. Cứ ăn qua ăn lại tái sanh tới lui hoài. Rồi mình trả tới chừng nào đây? Mình làm kiếp con người mình rất là khổ rồi. Thì mặc dù mình đi qua bên đất nước Mỹ này á, cái vật chất nó cao thật, nhưng mà qua đây cài mười cho con trâu vậy đó. Phải không? Bằng một con bươn năm mười con mổ. Thấy không? Lo cho gia đình một đống ở bên Việt Nam. Qua bên đây đầu tắt mặt tối lo. Bằng có khi có người mà không có thời gian ngủ, không có thời gian ăn luôn nữa. Lo cho tùm lum hết trơn, rất là cực khổ. Đó là nghiệp lực của mình đó. Khổ lắm. Cho dù ai giàu đi chăng nữa cũng phải rơi nước mắt nè. Mình càng giàu càng khổ đó, tại vì mình càng giàu mình càng tính toán, mình càng tính càng nhiều thì mình phiền não càng nhiều, mình là càng lo nhiều, phải không? Nhưng mình đừng có sợ rằng mình giàu mình có tiền rồi mình không có giúp người. Mình giúp ở đây chứ ở chảnh á, phước báo của mình ở chảnh cũng lắm, rộng lớn. Mình đi về chảnh không phải cõi trần này đâu, cho mình giàu cỡ nào giàu cũng không bằng một đầu ngón tay ở chảnh nữa nha. Ví dụ mình ở đây mình có đẹp cỡ nào cũng không bằng một chút xíu cái cả nữa. Hình tướng của Bồ Tát, của Phật rồi, của tiên rồi đẹp lắm, chứ không phải như ở đây đâu. Mình đừng có bám trụ ở đây nữa. Ở cái cảnh giới này là đến đây để tất cả mọi người đều có học và để tin. Vì cái quả địa cầu này là một cái kêu bằng là cái cảnh dục giới, là cái mê hồng trận. Mình bước vào cái mê hồn trận này rồi ai cũng bị nhiễm chứ, nhưng mà ai sớm ngộ ra biết được đây là cảnh vật giới, mình đừng có dính vào đó. Không dính tiền, không dính tình, không dính tham sân si, tất cả mọi thứ mình buông xả được thì có nghĩa là mình thoát, là mình giải thoát. Mình đừng có nghĩ là mình mầm từ khổ rồi mình không có muốn buông được. Cái người á càng buông thì càng thấy an lạc, mà càng ôm chặt thì càng thấy đau buồn phiền não thôi. Giả sử như chồng chửi phải không, chồng có vợ bé phải không, cái mình là một cái người ngộ đạo thì thôi kệ, đó là cái nhân duyên của ổng phải không, mình hết duyên hết nợ của ổng rồi, ổng đi đâu, ổng đi làm gì phải không, thì cái người đó người ta sẽ không có đau khổ. Còn cái người mà người ta không có nhận ra được, người ta nói ta sao mà đi phụ bạc tôi như vậy, đi lấy người khác phải không, thì cái người đó sẽ rất là đau, rất đau khổ. Rồi mình dạy con không nghe thì nghe con nó lì lợm, thì mình cũng đâu có biết là cái nhân viên đó hồi trước đó là quan gia của mình về đây đi kiếm mình đâu. Giống như cái thế giới Mỹ hiện bây giờ nè, tại sao mà hiện bây giờ có nhiều người bị con nít á, nó bị chết á, nó bị trầm cảm. Cái nghiệp lực này thứ nhất là đời trước hay làm gái lầu xanh, khi mình bán ngủ á là một, là bán rượu là hai, mình làm cho người ta phải say xỉn á. Rồi cái thứ ba nữa là mình hay lôi cuốn người ta vào con đường mà nghiện ngập, cho nên kiếp này là có rất nhiều người mắc cái bệnh đó, đều có nghiệp lực đó, đó là thành và cộng nghiệp. Rồi tại sao mà có những nơi mà nó bị động đất rồi nó chết một lượt một, trong đó có rất nhiều tỷ phú trong đó nha, giàu có rất nhiều người, người ta để dành, người ta cực khổ rồi sống, rồi lúc sống đó cái cũng giành giật với nhau á, tính toán rồi bất chấp thủ đoạn á, đầy mưu kế đó. Rồi xong động đất nó sụp cái hết, không còn cái gì hết ha, cái xác kiếm còn không gặp nữa. Mình thấy đời nó vô thường đó, mình gắng mình tu, đừng có ôm chấp vào đây nữa. Mình thấy mình biết mình khổ, mình gắng mình lo mình tu.
đời này ai là con người cũng khổ chứ. Khi mà mình còn trẻ đi, còn sức mình còn đi tu tăng được nè, già rồi cũng đi xe lăn, rồi chống gậy đi, mình nhắc từng bước vậy đó, khổ lắm. Khó cái xác rồi gắng mình tu đi. Giờ mình muốn làm phước làm thiện á, thì mình thấy trước mắt người ta ai khổ, mình có khả năng thì mình giúp. Không ấy thì mình giúp lời, mình giúp của không được thì mình giúp công, phải không? Đủ cái phương tiện cho gắng mà làm phước, gắng mà làm phước đi, chứ đừng có để mất cái thời gian nữa. Mình thấy cái đồng hồ á, nó trôi, nó chạy 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 theo chiều gì, nó không có chạy ngược lại được, nó chạy hết ngày nay là hết ngày nay. Mình năm nay mình 30 tuổi là coi như là mình đã chết 30 năm, 70 tuổi thì mình đã chết 70 năm rồi. Tại vì mình 70 mình đâu quay lại 18 tuổi được đâu, thấy không? Mà cái thời gian mình còn sống nó rút ngắn lại, càng ngày càng ngắn lại. Còn nếu mà cái thời gian mình còn sống lại còn có một chút à, mà mình không gắng mình lo tu nữa thì đâu có còn kịp nữa đâu. Cái mà tử thần nó lại nó gõ cửa mình á, mình không có hẹn được đâu. Mình cũng hẹn là nó đợi tôi đi làm nha, rồi ngày mai tôi phải đi theo, đó là tôi dắt con tôi đi học cái là tôi phải đi theo nha, một phút cũng không có cho nữa, lại là sắp hồn đi rồi, và coi như là cái xác mình bất tận, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu con cái, bao nhiêu chồng vợ gì đi hết, bỏ hết, nha. Rồi mình đi xuống đó, nghiệp lực mình đến mình chịu nè, nha. Thường ngày nè mình đi làm kiếm tiền nè, mình bất chấp thủ đoạn này để cho gia đình nè, rồi tới khi chết rồi mình ơi mình chịu hà, chứ họ không có chịu về mình đâu, không ai chịu về mình được hết trơn, mình phải chịu. Cho nên sống là mình gắng mình làm phước để mình hồi hướng cho chủ quyền của mình, cho người thân của mình, và để rửa cái nghiệp của mình. Cái điều đó rất là quan trọng. Còn á, mình tu á là mình phải xem xét về cái tâm của mình. Cho dù mình không có niệm Phật đi, nhưng mà thường ngày tất cả những việc mình làm á đều là những cái việc thiện, mình giúp đỡ người khổ, người nghèo, mình lăn xả ra, mình hy sinh hết tất cả, mình không còn nghĩ với tên mình nữa, thì cái đó là mình cũng là Phật, thấy không? Còn mình niệm Phật tối ngày mà lòng mình ích kỷ, tối ngày đi soi bói kiếm chuyện người khác không, thì cái đó là niệm ma chứ không phải niệm Phật. Tuy mặc dù nói ra là niệm Phật nhưng mà cái đó toàn là niệm ma thôi. Mình niệm Phật thì mình phải làm sao cho giống y như gì ông Phật ông đó làm thì nó mới đúng là niệm Phật. Có người nói có người tại sao mà niệm cả đời mà không đi giảng sanh được? Tại sao mà có người ta không niệm mà người ta cũng vẫn giải giảng sanh được, để giải thoát được? Lý do đó, thật tâm á, dụng tâm, thành tâm, chứ không phải là cái bề ngoài. Tu không phải tu bề ngoài đâu, mình đừng có nhìn hình tướng bên ngoài rồi mình đánh giá người ta. Ông Phật, ông Bồ Tát, ông xuống đây nè, ông giả nhiều hình tướng lắm. Cái ông giả già, ông giả trẻ, rồi ông giả, ông đóng nhiều vai đó, ăn mày ăn xin gì á. Ông giả nam, ông giả nữ, ông giả tùm lum chân à. Mình không có biết đâu ha. Mình muốn biết thì mình lắng nghe, thấy không? Mình lắng nghe coi đúng cái người ta nói có chân lý không, đúng người ta có nói có thật sự như vậy không, thì mình nghe được và mình quan sát từ cái hành động của người đó làm, thì mình sẽ biết người đó tu chân chánh và làm những điều tốt lành. Mình cũng đừng có vội vàng, thấy không? Đừng có vội vàng chạy theo một ai đó mà mình chưa có chứng minh rõ những cái điều họ đang làm sau lưng. Hiện giờ cái chuyện đó rất là nhiều. Bây giờ người họ cũng nương vào cái tâm linh đó, họ làm sai rất là nhiều. Thì không phải là nói mình đang chỉ trích một ai đó, nhưng mà thật sự bây giờ các Phật tử soi xét kỹ ra đi, thấy rất là nhiều luôn á. Họ ngày xưa ông Phật á, ổng đi chân không nè, thấy không? Ổng là một thái tử, ổng giàu có, ổng là có ngôi, ổng là một ông vua, ổng giàu, ổng đẹp, nhà cửa vợ con đầy đủ chân, ổng bỏ đi á. Rồi ổng đi vô chùa, ổng đi vô rừng ổng tu, ổng rất là cực khổ gian nan, chứ không phải như giờ mà có cái chùa mấy trăm tỷ đâu nha. Không phải giờ mà ngồi một chỗ mà đợi Phật tử đến cúng dường là hưởng thụ đâu. Mình nhìn đi các bậc thánh nhân á, người ta lăn xả ra đời cũng lắm luôn. Cho dù á là cái thể xác như thế nào cũng không cần biết, mưa nắng giải dầu như thế nào cũng không cần biết, nhưng trong tâm của một vị thánh nhân đó
chỉ muốn làm sao cúng chúng sanh là được, không kể gì tới thân mạng đâu, chứ không phải như bây giờ. Để cho nên mình hãy đem ra hai cái hình ảnh đó mà mình so sánh nha, cho nên nó sai biệt rất là nhiều rồi nha. Trong khi đó bây giờ cái phương tiện á nó rất là thuận lợi luôn, thứ nhất là mạng internet. Ví dụ như mình thật sự là mình muốn cứu độ chúng sanh thì mình bằng pháp, thấy không, một ngồi một chỗ thôi bằng pháp nói rất là nhiều nơi, mình cũng không cần phải mà phung trí cất chi nó cao sang quá, nên đâu cũng bằng pháp được. Mà giả sử như vậy nè, vô đây thì cũng giống như cái chùa vậy thôi, phải không? Thì cất sẵn thì vô đây thì mượn chỗ, phải không, mượn chỗ thiết pháp có gì đâu. Ừ, rồi cùng nhau ăn bữa cơm, phải không, chừng cùng nhau chia sẻ Phật pháp để dẫn dắt con người sống là chính cái lương tâm của mình, chứ đâu cần phải xây chi mà nó mênh mông đại hải đó, mà tiền của bá gia bá tánh mà ra rất là cực nè, thấy không? Trong khi đó tiền của bá gia bá tánh đâu phải là những cái đồng tiền mà trong sạch không đâu, trong đó có từng đi sát sanh nè, rồi cho dây nặng lãi nè, thấy không? Rồi mình tính toán hơn thua trong đó, mà cái người tu mà làm không phải á, lấy cái đồng tiền đó rồi đời nào kiếp nào mới được đầu thai được đâu. Vô địa ngục vô giá liền, bởi vì mình tu là biết cái nhân quả và mình phải biết dùng cái trí tuệ của mình. Trước khi mình làm cái gì á, mình phải soi xét cho kỹ, tại vì đời bây giờ người ta nương vào cái tâm linh á, người ta lợi dụng nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ thì ráng cố gắng nha, đi về bỏ thời gian ra tụng kinh một hồi nữa, ráng theo thầy tụng một cái bài kinh sám hối nha, để cho biết nghiệp quả của mình. Tại vì á, ở trong cái bài kinh sám hối này kể ra toàn bộ những cái tội của chúng sanh trên trơn, thầy liệt kê ra đó, toàn bộ trên luôn. Mình tụng cái mình cảm thấy như trong cái tâm mình rất là sợ hãi và rất là hối hận vì những cái điều mình làm qua. Mình thấy không thể nào ngờ được mình đã quá tình, mình tạo quá nhiều nghiệp như vậy. Để mình tụng kinh để mình thức tỉnh, chứ không phải mình tụng kinh để mình trả bài nhé. Tụng kinh trả bài mình không hiểu lý và mình không thực hiện được theo đó là mình trả bài. Còn mình tụng kinh mà mình để mình hiểu và mình thực hiện theo được thì đó là mình mới hành theo những lời Phật dạy mới đúng. Rồi bây giờ cô mấy giờ không em? Dạ. Và bây giờ thầy sẽ nhín một cái thời gian ra chữa bệnh ha. Chữa bệnh xong rồi một hồi nữa cái mình cùng nhau mình tụng cái thời kinh sám hối nữa. Rồi cùng nhau ở đây dùng bữa cơm. Con Nga đây cũng cực khổ lắm. Thầy phải gửi thuốc qua đây nè, thầy ngâm rượu nè, rồi lo lắng cũng như đó, mọi người cũng như ai cũng mất đi làm, rồi ai cũng không muốn tới á. Nhưng mà thầy hy vọng lúc nào cũng nhiêu duyên cho dù một người cũng được, hai người cũng được, cứu một người còn hơn không có đâu. Thầy ở đây thì chào đợi. Về á, mình tối ngày nè, mình mấy chục năm nay rồi mình cứ cơ báo gạo tiền, phải không, cứ lo hoài rồi con cái chồng vợ, phải không, tối ngày mình lo hoài, mình lo. Năm nay mình cũng người bốn mấy, năm chục rồi, sáu chục hết trơn, phải không, bảy chục hết trơn rồi, mà có con đường tu của mình nó không có khó. Bây giờ mình vừa làm cũng được nữa, phải không? Tu có nghĩa là mình sửa đổi cái tâm của mình niệm Phật, mình niệm trong tâm mà, chứ đâu có cần phải ngồi một chỗ đâu. Cho nên mình vừa làm phụng sự nhiệm vụ cho gia đình mà mình lại vừa lo cho con cái, rồi mình lại vừa cải sửa cái tâm của mình đó, chứ không phải là tu mình đến một cái nơi nào đó hoặc là mình ngồi một chỗ mới gọi là tu nha. Mình cứ đối diện thực tế ở ngoài đời đi, ai chửi mình nhịn, thấy không, mình gặp tiền mình không tham và mình không nói gạt nói dối một người nào hết trơn, và mình còn sân thì mình sửa, thấy không, mình còn si thì mình buông. Khi xưa mình thích đẹp, phải không, mình thích đẹp cỡ nào đi nữa nó cũng nhăn à, hay mình làm cỡ nào nó cũng nhăn à, mình làm cỡ nào nó cũng chết à, chứ không phải mình nuôi hoài được cái xác này đâu. Một ngày nào ở cái xác này nó cũng thúi à, cho dù cỡ nào đi chăng nữa, đi thẩm mỹ bao nhiêu thì cũng thúi à. Mình để số tiền đó mình đi giúp người khổ người nghèo nha, tại vì nó vô thường mà, mình bám mình trụ nó làm gì,
tâm mình trụ ở đâu thì là mình sẽ ở đó đó, mình tạo ở đâu thì nó sẽ xuống cảnh giới đó. Còn mình thường ngày mình hướng thượng, mình làm điều thượng tốt lành thì mình sẽ đi lên thôi, không có gì á. Tất cả mà đều do tâm tâm tạo, mà đều do chúng sanh tạo hết, đi lên đi xuống thì đều do mình mà. Bởi vì đừng có nói để tôi đi, để bữa nay tôi đi lo cái này nè, lần em rồi cái hẹn lần hẹn lần hẹn lửa không tới đây được, nó mấy ngàn năm luôn đó nha, nha không phải nữa, gán tu đi rồi sau này á sẽ có cơ hội gặp lại thầy, mà tất cả trên thế giới này đều phải gặp lại thầy đó, tất cả thế giới này đều phải gặp lại thầy đó. Một cái nơi điểm mà gọi là con rồng cáo tiên, một cái nơi gọi là hội long qua, nơi đó là một cái nơi quy tụ những người con của Phật ăn ở hiền lương tâm đức độ, là cái nơi đó. Về đó sẽ được ban thưởng, sẽ được nâng cấp bậc và sẽ được đưa về chuyển hóa từ một cái thân phàm phu trở thành cái thân thánh nhân luôn. Mình còn nếu bây giờ mình không tu là đang bị đào thải đó nha, trong vòng 10 năm trở lại, năm nay là bắt đầu là tính một năm rồi, còn 9 năm nữa là cái thế giới này con người chết như gà nha. Mình đừng có nói là mình có tiền đó là mình sống được đâu, giặt con cá tiêu trên mà gán mà lo mà tu đi. Chết xác chôn cái chuyện tâu á, mình thấy như dịch bệnh thôi rồi không, mà cái đó là chết nhẹ thôi, dữ lắm luôn, khắp nơi sắp tới này Nga nó cho nổ cái quả bom nguyên tử đó, chết dữ lắm luôn nha. Từ đó là mà bị nhiễm độc. Rồi con người mà khi mà còn sống á, sau này mà cái người mà không có tu tâm, không có thiện á, là bị quỷ gá và cái thân á, rồi nó điều khiển lên trên à, nó xé một sống ăn uống á. Lúc đó đói à, khô hạn, không có nước thì không còn lương thực để ăn nữa. Thì cái người mà người ta có biết tu á, người ta sẽ giữ giới, người ta thắt thà gần chết bây giờ cũng không ăn, phải không? Nhưng mà cái người mà không biết tu rồi, ta sẽ không kiềm chế được, người ta sẽ ăn thịt sống với nhau. Đứng nói vô cho ta mở cửa. Hôm nay á, cái cơ hội mà lần đầu tiên thầy đến cái tiểu bang Washington này mà gặp được nhiều người như vậy rất là mừng. Chị nghe biết chết. Đây là một cái sự thật khổ của con Nga. Ấy cho nhiều người hay nè, mình mới có đủ cái nhân viên mình gặp như ngày hôm nay nha. Một cái nhân viên rất lớn. Bệnh hết con, bệnh cho nên con cũng muốn ai cũng quay về nghỉ cho chị hết. Bệnh chữa xong mà mình phải biết sám hối, mà mình sửa đổi nha. Chứ mà mình phải kết hợp giữa tâm linh và giữa cái thực tế này ha. Chứ mình chỉ có biết chữa bệnh không mà mình về mình không tu cũng được đâu. Bệnh là do nghiệp nó đeo mình á, thầy nói rồi, mình ăn nó là nó ăn mình lợi đó. Bệnh là do nghiệp mà, chứ không phải là tại sao mà có người ta già hết biết già mà người ta không có bệnh gì trên ra đi rất là thoải mái không? Có người lại còn rất là trẻ mà lại bệnh nhiều bệnh rồi lại đi sớm. Rồi bây giờ là mình sẽ chữa bệnh nha. Rồi, vậy là thôi, bây giờ con Nga mời bà xuống dưới cho bà để cái lạnh lên xuống dưới này. Dạ, cầu thang này bởi vậy. Bây giờ lấy cho con chạy xe vô cho bụng để cho nó nhập nhanh. Để cho hai cầu thang khó. Thấy thì ý ngồi đây, chị chơi ý chứ đi rồi. Đây là
đọc quá. Dạ.